Nhận định bóng đá Philippines vs Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Chausia phải thắng. Nhận định, dự đoán kết quả trận đấu Việt Nam vs Philippines thua vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11. Đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á bằng chuyến làm khách trước đội chủ nhà Philippines. Đây có thể xem là trận đấu dễ thở nhất với thầy trò huấn luyện viên Philip Chausia khi đối thủ này không được đánh giá cao bằng Indonesia hay Iraq. Nhìn chung, đây là thời điểm đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu dù kết quả giao hữu vô tình làm các cầu thủ gặp áp lực. Việc không giành được những chiến thắng tưng bừng trong các trận giao hữu không có đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tệ khi bước vào giải đấu chính. Sau 6 trận giao hữu, huấn luyện viên Chausia đạt được mục đích quan trọng nhất là đánh giá đủ 80 cầu thủ để chọn ra 28 cái tên ưng ý. Việc còn lại là họ sẽ kết hợp với nhau ra sao và hiểu được những yêu cầu của nhà cầm quân người Pháp đến đâu. Kết quả thi đấu giao hữu có thể không quan trọng. Tuy nhiên, bước vào trận chính thức, mọi chuyện khác hẳn. Sau giai đoạn thử nghiệm, đội tuyển Việt Nam cần chứng minh quá trình làm việc bằng thành tích. Thậm chí, chiến thắng trước đội tuyển Philippines được xem là mục tiêu bắt buộc. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF hướng tới đích đến là tấm vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Để làm được điều này, đội tuyển Việt Nam phải giải quyết tốt các trận đấu trước đối thủ trong khu vực Đông Nam Á như Philippines và Indonesia. Philippines rõ ràng không phải đối thủ dễ chơi. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Way, đội tuyển Philippines không tấn công ảo ạt nhưng biết cách phòng ngự có tổ chức, bình tĩnh giảm áp lực bằng những tình huống phối hợp có đường nét. Cách triển khai bóng cũng mang màu sắc rõ ràng, đúng như những gì mà ông Way từng làm với đội tuyển Lào. Trong những trận giao hữu gần đây, tuyển Philippines tấn công không hay nhưng phòng ngự là yếu tố không thể xem thường. Họ có trong tay một số cầu thủ kinh nghiệm cùng với đó là những cái tên mới, chất lượng như Jefferson Tabinas, Vito Hollyhock hay Santiago Rubinco, U19, Atletico Madrid. Tuyển Việt Nam cần ưu tiên cho mặt trận tấn công. Rất có thể hai cầu thủ đang chơi ăn ý và có phong độ tốt ở câu lạc bộ là Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Quyết sẽ được sát cánh cùng nhau. Huấn luyện viên Chausia cần màn tỏa sáng của các học trò trước khi nghĩ về một trận đấu thắng theo đúng cách. Lực lượng Philippines vs Việt Nam. Đội chủ nhà Philippines triệu tập 26 cầu thủ và huấn luyện viên Michael Way sẽ loại đi 3 người trước giờ bóng lăn. Nhà cầm quân này gọi khá nhiều cầu thủ lớn tuổi như Maranong 37 tuổi, Scrope 37 tuổi và đặc biệt là hậu vệ Rota 39 tuổi. Một vài trụ cột khác cũng đã ngoài 30 tuổi như Ingreso, Manuel Otiti, Neil Etheris. Người trẻ nhất là Santiago Rubico, 18 tuổi, đang chơi cho U19 Atletico Madrid, Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Chausia không may mắn như đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Nhà cầm quân người Pháp không có Đoàn Văn Hậu ít nhất đến hết ASEAN Cup. Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải cũng không thể góp mặt. Cả ba trường hợp này đều là chấn thương. Phong độ Philippines và Việt Nam. Đội tuyển Philippines có kết quả giao hữu khả quan trong 6 trận đấu gần nhất. Họ có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 lần nhận thất bại. Trong đó, thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa khiến đội bóng này ít nhiều nhận chỉ trích. Trận thua 0-1 trước Bahrain là kết quả có thể được dự đoán từ trước. Đội tuyển Philippines thắng Đài Bắc Trung Hoa ở một trận đấu khác và thắng Afghanistan, Nepal, Kyrgyzstan. Đội tuyển Việt Nam đã 6 trận giao hữu trong thời gian qua và thua 3, thắng 3 và thất bại đều đến trong tháng 10 trước Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc. Đây là những đối thủ có vị trí cao hơn đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Đội hình dự kiến Philippines vs Việt Nam. Philippines, Etheris, Daisuke Sato, Merga, Rota, Tabinas, Stefan Strop, Manuel Otiti, Ingreso, Mai Otiti, Rachel, Daniel. Việt Nam, Văn Lâm, Minh Trọng, Tuấn Tài, Ngọc Hải, Việt Anh, Văn Thanh, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Tuấn Hải, Văn Quyết. Dự đoán Philippines 1-3 Việt Nam. Mục tiêu 3 điểm của thầy trò huấn luyện viên Chausia. Huấn luyện viên Philip Chausia đã chốt danh sách 23 cầu thủ Việt Nam chính thức cho trận ra quân vòng loại thứ hai Cúp Thế giới gặp chủ nhà Philippines trên sân Rizal Memorial FPT trực. Tiếp, lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11, đội tuyển Iraq, hạng 68 thế giới, ở bảng F được đánh giá là mạnh nhất và có nhiều cơ hội đứng đầu bảng. Giành suất đi tiếp lên chiếc vé còn lại là cuộc tranh chấp quyết liệt giữa đội tuyển Việt Nam, VN, hạng 94 thế giới, Philippines hạng 138 và Indonesia hạng 145, làm khách ở thế kèo trên. Trong 5 cuộc đụng độ gần nhất, đội tuyển Việt Nam toàn thắng Philippines và mặc dù tối ngày 16 tháng 11 phải chơi trên sân khách Rizal Memorial với mặt sân cỏ nhân tạo khá khó chịu, nhưng thầy trò huấn luyện viên Chausia vẫn có nhiều lợi thế hơn về con người lẫn lối chơi. Từ năm 1998, Philippines mới góp mặt ở các vòng loại World Cup và phải chờ đến năm 2018. Đội bóng xếp hạng 138 thế giới mới có một trận thắng. Nhưng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, bóng đá Philippines có nhiều tiến bộ khi sở hữu 11 điểm, tốt nhất mọi thời đại. Dù vẫn bị loại vì đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Syria. Gần đây,
sau khi huấn luyện viên Michael Wayne người Đức lên nắm quyền lần thứ hai vào tháng 6, đội tuyển Philippines có một số kết quả tốt, chỉ thua 2 trong 6 trận giao hữu trước Đài Loan 2-3 và Bahrain 0-1, đồng thời vượt qua Nepal 1-0, Afghanistan 2-1 và Kyrgyzstan 1-0, cùng một trận hòa khác với Đài Loan 1-1. Nhưng chủ nhà Philippines dự báo sẽ gặp nhiều vất vả khi tiếp khách Việt Nam được đánh giá cao hơn và từng thắng họ trong 5 trận gần nhất. Thầy trò huấn luyện viên Chau Sia xếp cao hơn Philippines 44 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và hiện đứng số 1 Đông Nam Á. Từ tháng 6 đến tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã giành 3 chiến thắng giao hữu trên sân nhà trước Hồng Kông 1-0, Syria 1-0 và Palestine 2-0 nhưng sau đó thua Trung Quốc, Uzbekistan cùng tỷ số 0-2 và thua chủ nhà Hàn Quốc 0-6. Tuy nhiên, những đối thủ từ thấp lên cao của thầy trò huấn luyện viên Chau Sia chất lượng hơn nhiều so với Philippines, đáng giá nhất là trận thắng 1-0 Kyrgyzstan hạng 97 thế giới. Đội tuyển Việt Nam cũng hơn chủ sân Rizzo Memorial khi trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Huấn luyện viên Chau Sia và Michael Wayne gần nhau trở lại nắm tuyển Philippines chỉ mới 5 tháng sau khi bị chính đội này sa thải vào năm 2014 với 4 năm cầm quân. Huấn luyện viên Michael Wayne tuyên bố thẳng thừng sẽ thắng đội khách Việt Nam. Tôi biết rõ huấn luyện viên Chau Sia và chắc chắn họ sẽ gặp nhiều khó khăn ở Philippines. Trong tay tôi có nhiều cầu thủ tài năng giàu kinh nghiệm lẫn sức trẻ và các trợ lý của tôi đang có 14 trang tài liệu phân tích về đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi không có mục tiêu nào khác ngoài chiến thắng. Huấn luyện viên Michael Wayne cũng tiết lộ may mắn của Philippines là chơi 2 trận liên tiếp trên sân nhà trước Việt Nam và Indonesia. Chúng tôi đang có cảm giác rất thoải mái và muốn mang đến bất ngờ cho tuyển Việt Nam và Indonesia. Tôi không thích nói nhiều nên muốn các bạn nhìn vào kết quả trên sân sắp tới. Ông thầy người Đức mong chờ nhiều vào các tuyển thủ Philippines đang thi đấu ở nước ngoài như thủ môn, đội trưởng Neil Etheridge, Birmingham City, Tavinas, Jefferson, Vito Hollyhock, hậu vệ Rubilco, Atletico Madrid cùng nhóm học trò đá một số giải Đông Nam Á bên cạnh 6 cầu thủ chơi giải trong nước. Trong khi đó, huấn luyện viên Chau Sia cho biết dù ông mới có 8 tháng gắn bó với học trò, nhưng đã từng có 4 năm tìm hiểu về bóng đá Việt Nam khi làm giám đốc kỹ thuật ở trung tâm PVF, trực tiếp nắm đội tuyển U19 Việt Nam. 6 trận giao hữu bổ ích từ tháng 6 cũng đủ cho ông thầy người Pháp tự tin lấy 3 điểm trên sân của Philippines. Chúng tôi đã sẵn sàng. Cả đội rất hào hức và muốn cống hiến những gì tốt nhất ở trận đấu chính thức đầu tiên của tôi. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ cách chơi và nội lực của Philippines. Ai cũng có sức ép. Tôi cảm nhận nó không chỉ từ việc hoàn thiện đội hình cho đến cách tìm chiến thắng. Chúng tôi sẽ chơi nỗ lực tối đa để giành kết quả tốt nhất. Nhận định Philippines vs Việt Nam, lượt trận ra quân bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026, 18 giờ ngày 16 tháng 11. Dự đoán kết quả Philippines vs Việt Nam chính xác nhất. Cuộc đọ sức giữa Philippines và Việt Nam tại lượt trận ra quân bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11. Nhận định Philippines vs Việt Nam là thắng hay rủi đã đưa Philippines rơi vào bảng đấu rất khó tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với sự hiện diện của tuyển Việt Nam, Iraq và Indonesia. Trên lý thuyết, The Eagles bị đánh giá yếu nhất bảng F và họ được cho là không có nhiều cơ hội để lấy vé đi tiếp. Dù vậy, Philippines vẫn rất tích cực chuẩn bị với quyết tâm góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Tất nhiên, tham vọng của họ là hoàn toàn có cơ sở khi trong tay huấn luyện viên Michael Wayne đang sở hữu nhiều cái tên chất lượng chơi bóng ở châu Âu. Nhưng vấn đề lớn nhất của Philippines lúc này chính là sự thiếu liên kết trong lối chơi bởi đa phần các cầu thủ trong danh sách hội quân có rất ít thời gian thi đấu cùng nhau. Quay lại với trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Michael Wayne sẽ tiếp đón đối thủ rất mạnh là tuyển Việt Nam trên sân nhà. Xét trên nhiều phương diện từ thực lực đến chất lượng lối chơi, Philippines đều không phải là đối thủ của đoàn quân áo đỏ. Hơn nữa, trong 5 lần gần nhất chạm mặt nhau, đội tuyển Việt Nam cũng đang toàn thắng trước đối thủ này. Nói thế để thấy, dù có lợi thế khi được chơi trên sân nhà Rizzo Memorial nhưng cơ hội để lấy điểm trước những chiến binh sao vàng của Philippines là không hề cao. Về phần mình, đội tuyển Việt Nam cũng đang có phong độ không tốt khi thua ở 3 trận gần nhất. Nhưng nên biết, các đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Chau Sia đều rất mạnh và đó cũng chỉ là giao hữu. Thế nên việc đánh giá sức mạnh của đội tuyển Việt Nam thông qua các trận giao hữu trong thời gian gần đây sẽ là sai lầm với mọi đối thủ. Ở trận đấu sắp tới, Hùng Dũng cùng đồng đội đều đang rất quyết tâm lấy 3 điểm để tạo đà cho cuộc đọ sức với Iraq tại lượt trận thứ 2. Nếu chơi đúng thực lực, đây sẽ là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của đoàn quân áo đỏ. Dự đoán kết quả Philippines vs Việt Nam 0-2. Đội hình dự kiến: Philippines, Etheridge, Sato, Merga, Rota, Tabinas, Scrope, Manny Otiti, Ingreso, Mai Otiti, Rachel, Daniel, Việt Nam, Văn Lâm, Minh Trọng, Tuấn Tài, Ngọc Hải, Việt Anh, Văn Thanh, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Tuấn Hải, Văn Quyết. Chuyên gia dự đoán tuyển Việt Nam thắng Philippines 2-1. Bình luận viên Quang Huy nhận định tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được bộ mặt tích cực và giành chiến thắng trước Philippines trận mở màn vòng loại 2 World Cup 2026. Tôi mong muốn một lối chơi cân bằng tuyển Việt Nam.
nhiều người hay đẩy lên vấn đề về lối chơi kiểm soát bóng hay áp đặt thì không thực tế. Chúng ta cứ chơi chắc chắn, đá sân cỏ nhân tạo chưa quen cần nhập cuộc từ từ, sau đó chuyển đổi trạng thái, tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tôi có cảm giác huấn luyện viên Philip Chaucer vẫn cần sự linh hoạt trong lối chơi, trở về với giá trị truyền thống của bóng đá là phòng ngự chắc chắn, tấn công hiệu quả, chuyển đổi trạng thái nhanh. Với bóng đá Việt Nam thì chúng ta không thể mong điều cao siêu. Bình luận viên Quang Huy chia sẻ trước trận mở màn của tuyển Việt Nam tại vòng loại hai World Cup 2026. Trước khi bước vào giải đấu chính thức, tuyển Việt Nam có 6 trận giao hữu. 3 trận gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Philip Chaucer toàn thua, thủng lưới 10 bàn và không ghi được bàn nào. Tuy nhiên, theo bình luận viên Quang Huy, khi đội tuyển đá thật, mọi thứ sẽ khác. 3 trận rồi chúng ta có nhiều thử nghiệm, còn đá thật sẽ khác. Đặc biệt là đối thủ lần này là Philippines được đánh giá yếu hơn nên tuyển Việt Nam sẽ phát huy được. Với hàng công, dù các tiền đạo chưa ghi được bàn nào và 3 vòng V-League vừa rồi cũng đều tìm ngòi, tôi cho rằng điều đó chưa có gì là nghiêm trọng. Vì giải vô địch quốc gia mới chỉ bắt đầu, tôi tin vào Tuấn Hải là mũi nhọn tốt nhất trong 3 mũi nhọn trên hàng công, là người ghi bàn trận đấu này, bình luận viên Quang Huy đánh giá. Về cơ hội thi đấu của các cầu thủ trẻ, bình luận viên Quang Huy dự đoán có 2-3 cái tên được huấn luyện viên Philip Chaucer sử dụng nhằm tạo ra sức trẻ, sự mới mẻ. Tôi dự đoán tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-1, như vậy là đẹp trong một trận mở màn chiến dịch lớn, bình luận viên Quang Huy chốt lại.